Tại sao phòng ngủ hiện đại cần có phòng xông hơi? Phòng ngủ là một trong những căn phòng giữ vị trí quan trọng trong ngôi nhà, với chức năng thư giãn, nghỉ ngơi, để lấy lại sức khỏe sau cả ngày làm việc căng thẳng hoặc khi cần không gian yên tĩnh. Bước vào một phòng ngủ được bày trí theo phong cách hiện đại, ấn tượng đầu tiên bạn bắt gặp sẽ là sự ngăn nắp, thư giãn tuyệt đối nhờ việc tối giản những chi tiết trang trí rườm rà và chú trọng trang bị nội thất spa. Tại sao lại như vậy? Phát sinh nhu cầu thư giãn tạo giấc ngủ ngon trong phòng ngủ. Ngày nay, các vấn đề mặt trái của sự phát triển như khói bụi, ô nhiễm môi trường, công việc quá tải, áp lực kiếm tiền, vấn đề về sức khỏe, tình cảm, làm gia tăng nguy cơ mất ngủ. Vì vậy mà một giấc ngủ ngon hay một sự thư giãn tuyệt đối từ khi bước chân vào phòng ngủ cho tới lúc bước ra khỏi đó là điều bất cứ ai cũng mong muốn. Tuy nhiên, rất khó để làm được điều này, bởi lẽ chất lượng giấc ngủ không chỉ bị ảnh hưởng bởi lối sống mà còn phụ thuộc vào không gian. Và như bạn cũng đã biết, việc bày trí phòng ngủ như thế nào để đạt được mục tiêu thư giãn và tạo giấc ngủ ngon lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố như màu sắc, nội thất, ánh sáng. Do đó, rất cần một giải pháp tối ưu để cân bằng giữa lối sống và không gian trong phòng ngủ. Lắp đặt phòng xông hơi để thư giãn tạo giấc ngủ ngon. Lắp đặt phòng xông hơi trong phòng ngủ là cách cân bằng tốt nhất giúp thư giãn và cải thiện giấc ngủ. Vì xông hơi làm toàn thân người sử dụng nóng lên, dẫn tới độc tố tích tụ bên trong cơ thể ẩn chứa bên dưới da bị đào thải ra ngoài thông qua tuyến mồ hôi, mang lại cảm giác thư giãn, thoải mái tuyệt vời. Và vì vậy, sau khoảng 10 đến 15 phút trong phòng xông, người sử dụng dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu hơn. Đồng thời, khi tiếp xúc với nhiệt độ cao trong phòng xông, thân nhiệt sẽ tăng lên, tạo ra một trạng thái sốt giả. Hiện tượng này là điều kiện lý tưởng cho khí huyết lưu thông, cơ thể sản sinh ra một lượng lớn bạch cầu. Đây được coi là kháng sinh diệt trực tiếp tiêu diệt các tế bào nhiễm bệnh. Nhờ vậy, xông hơi thúc đẩy tái tạo tế bào mới, giúp cải thiện hệ thống miễn dịch, sức khỏe, phục hồi nhanh chóng. Bạn có thể tham khảo thêm những bài đăng trên hệ thống website Viên Mỹ về nhiều hiệu quả khác nhau của liệu pháp spa độc đáo này. Phòng xông hơi hồng ngoại phù hợp là nội thất phòng ngủ hiện đại. Hiện nay, có 3 loại hình xông hơi chính: nước, steam bath, khô, gọi là sauna, hồng ngoại. Nhưng lại có nhiều kiểu dáng, cách lắp đặt phòng xông hơi khác nhau. Dựa trên kinh nghiệm tư vấn lắp đặt phòng xông hơi từ năm 2006 đến nay, Viên Mỹ khuyên bạn trang bị phòng xông hơi cho phòng ngủ nên chọn phòng xông hơi hồng ngoại. Thiết bị spa này không có công cụ đặc biệt, hệ thống ống nước hay công trình điện cần thiết, chúng được đúc sẵn, tất cả các bạn phải làm là ghép mọi thứ lại với nhau. Thường bạn chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để lắp đặt. Đặc tính đó cho phép người sử dụng dễ dàng thiết lập phòng xông hơi hồng ngoại ở bất cứ nơi đâu. Tại các nước tiên tiến, nhiều hộ gia đình đã lắp đặt thiết bị độc đáo này ngay trước màn hình tivi, trong phòng khách hoặc ở một góc yên tĩnh của phòng đọc để hưởng thụ xông hơi mà không bỏ lỡ thời gian thưởng thức những điều thú vị khác. Ngoài ra, ngày nay, ngoài gỗ thông truyền thống, phòng xông hơi hồng ngoại còn làm từ nhiều loại gỗ có vân và màu sắc đầy thu hút. Điều này không chỉ tạo ra cái nhìn thân thiện, sang trọng cho không gian phòng ngủ, mà còn mang đến một cảm giác ấm áp, gần gũi với thiên nhiên. Liên hệ với Viên Mỹ để sở hữu phòng xông hơi hồng ngoại phù hợp với phòng ngủ của bạn. Để cảm nhận được hiệu quả từ xông hơi hồng ngoại, hãy đến ngay Viên Mỹ, là nhà cung cấp hàng đầu thiết bị xông hơi từ năm 2006. Những chuyên gia tư vấn tại đây chẳng những giúp bạn sở hữu được phòng xông hơi chất lượng, giá tốt, phù hợp nhu cầu, mà còn cung cấp những giải pháp sử dụng tối ưu sản phẩm, cải thiện sức khỏe, sắc đẹp, toàn diện. Hãy liên hệ ngay công ty Viên Mỹ, nhà cung cấp hàng đầu thiết bị xông hơi. Điện thoại 0862 99 11 66 hoặc 38 444 144, hotline 0908 603 189. Nếu máy bận, quý khách vui lòng gọi ngay lại sau đó để được tư vấn chi tiết hơn. Chi nhánh 1,
38 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh 2, 362 Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Website: www.vienmỹ.vn. Email: info@vienmỹ.vn.